Ôi Michael. Cô chú ơi, đố cô chú đây là ai? Ai đây ta ơi, ai đây ta ơi, tôi không quen nó. Ai đây ta ơi, nó đeo cái bắt kiêng, thế là cái mũi nó quá tét. Trời, 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 trời. Đẹp ghê. Nhưng ta ngồi kẹp em. Ủa không đẹp hả con? Don't say in the video. Ủa không 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 được khen con đẹp trên video What hả? not say in the video? Don't say what on the video. Trời ơi đẹp quá đi. Con của ai mà giống thư sinh quá đi. Trời ơi. Nó là như nó đeo It's cái. Con đeo đàng hoàng, con đeo, con phải sọt cái lồng kiến ở trong đây nè. Đó, ai đeo kiểu gì lạ lùng nữa. Mà hay cái là nó nhìn á, nó nhìn qua cái kiến luôn chứ nó không phải là nó cố gắng nó nhìn qua cái không. Ngày mai Ngọc đi chơi rồi. Đi chơi về Ngọc phải Man. đi làm cái mắt kiến khác. Mắt Daddy, kiến keep What? It's okay chị đi. What happened? The glasses are falling. Yeah, you know what? Her face is so small. All the kid glasses doesn't fit her head. It's Sorry, okay. Katie. Không có sao đâu con. Khi mà nó rớt vậy thì mình cứ lấy tay mình bợ lên thôi chứ đâu có gì đâu. Để đi chơi về thì rồi mẹ đi làm cho cái mắt kiến khác, mắt kiến mà có đem đeo vô trong cái ấy luôn. Đâu có trễ đâu, cứ từ từ nha. Mình phải phối hợp với nó từ từ. Nhưng mà actually mẹ thích cái mắt kiến mà nó tuột xuống hơn. Con biết lý do tại sao không? Khi mà nó tuột xuống vậy đó, cái ngay chỗ cái mũi của con á, nó không bị mấy cái lằn mà khi mà nó dính dính chặt vô một cái chỗ, nó làm chỗ cái mũi của mình, nó làm cái lằn giống như hằn sâu vậy đó. Mà rất là ghét cái hằn đó. I love how she says it fits really good, JD, or baby, it fits really good. Ồ, chỗ cô tự làm á hả? Trời ơi, hay vậy ta, cho mẹ coi cái con gì á. Con gì It á con? fits really good, À, cái con đó con thon thon hả? Yeah, Thon thon thon, con bé trai nò đéo đeo. I just fight. Trời đất ơi, vô duyên không? Vô duyên ai đời nói You đó. gotta say, excuse me. Excuse me. Good job, JD. Chơi dỗ It's ghê. okay, everybody farts sometime. It's okay. Mỗi lần mình nó ngước mặt lên cái Ngọc bắt cười. Mỗi lần ngước mặt lên cái tôi mắc cười. Cười, tôi cười. Tôi cười. That's so funny, Daddy. You call me daddy? Yeah. Mỗi lần mà nó ngước mặt lên cái tôi cười. I call mommy a daddy, You call the mommy a daddy, mommy, daddy? Mỗi lần mà nó ngước mặt lên là tôi cười. Năm mới là chơi chơi kiếm màu đỏ mà. Nên là ý là đeo mắt kiến đỏ nguyên năm. Okay, Có một trong hai cái mắt kiến của chơi là có một cái là ra ngoài nắng á, nó đổi màu. Là để cho cái giống như vừa vừa kiến cận vừa kiến râm luôn. Trời ơi kho kìa. Trời ơi, chịu đời nổi không? Góc nghiêng của không phải thư sinh là nhờ dành cho con trai phải không ta? Còn mà cứ nhìn giống sao ta? Ủa ra đi kiếm cái gì vậy cha? Cha đi mò trong đó kiếm gì vậy? What is daddy looking for? All the ones that dropped when the box dropped. Trời ơi trời. Giờ kiếm là như là mò kim đáy biển luôn á, kiếm ra đâu. Mùa Daddy. đông như vây kín kỷ niệm của đôi mình lúc đã xa vắng nhau. Trời ơi con làm rớt nữa hả chị? Trời vô đóng chi? Excuse me, Dễ thương quá, biết con ai mà đeo có mắt kiến gì mà. Nó không đeo cũng dễ thương mà nó đeo cũng dễ thương, mà nó cắt tóc dài, nó để tóc dài cũng dễ thương, mà bây giờ nó cắt tóc nó cũng dễ thương. Con ai vậy ta ơi? Chạy con. Mommy, this was right. Có đó con gì á? Some people, I don't know who his the name is. Con đó là cho con hồi rình quá. Okay, I think I got everything. But it keep falling. It's okay. What, your glasses keep falling?
Đeo đỡ đi rồi mốt mẹ mua cho cái khác. Mẹ nãy mẹ nói đó con rồi, nó không có dính, không ok, không có sao hết, cứ lấy tay ấy mẹ. Nếu mà nó dính là nó làm hằn lên cái hai cái chỗ đeo này nè, mà rất là không thích nhìn. Khi mà con mắt mình nó bị sâu vô, dính sâu vô, con hiểu không? Gọng nó hơi bự, tại dai mượn cái mặt con nhỏ quá anh chị. Đó là lỗi của con chứ phải lỗi mặt kiến đâu, đúng không? Con phải chịu chấp nhận. Đây vô. Đi chơi về mẹ muối khác lại lên. Không ai sao không được chơi nha. Con trai nó rất là thích chơi Lego này nha cô chú nha. Trời ơi, coi nãy giờ nó biêu nè. JD, Daddy, did JD do this? Did JD do what? This. Daddy. Ai làm cái đó vậy? Ai làm? JD do what? What? That's on, what on? Yeah, yeah, JD did all it. Ôi, con tự gắn hả chay? Rồi, đeo mắt kính vô làm. Đeo mắt kính vô. Where you gotta wear your glasses though, JD. What? Khi mà con đeo mắt kính vô á. Bây nè, khi mà con đeo mắt kính vô á. Con sẽ thấy rõ hơn và con sẽ làm tốt hơn nữa. Đây nè. Đeo mắt kính vô. But it's so bored. Chán quá hả? Daddy, tell her. You gotta put your glasses on, JD. If not, we're not playing the Lego. Okay, I'm gonna put all the Legos away. Okay. Rồi, đeo vô đi mới được chơi. Giỏi. We need the little strap to strap it around the back or to make it tight. No. Like the goggles. Like the swim goggles. Well, there was one class says that like that, but it was green. That's okay. All green. She could have been like Gecko. Right? Oh, here, let me help you. It's not going to take off. Oh, it'll be okay. We've got more Legos. So we can play together. We've got more Legos, Mommy. Nó thích chơi mấy cái đó đó cô chú. Mấy suy nghĩ để gắn Daddy, vô mấy cái đó. Build, look at Daddy build. Ủa, ba làm á hả? Ép ê á. And then we're done. When we're done, we can just fold it back up and keep all the stuff inside here. Look, Mommy. Oh, this one fits really good. I love how she says, Mommy, it fits really good. Ép ê á. Con đang làm con tàu gì vậy? Con làm con tàu gì? Trời ơi, ngoài trời tuyết rơi kìa chay, giờ mà nó rơi tới hết nguyên một đêm chắc là thôi luôn, ngày mai là Tình ơi xin ngủ yên luôn. Mai mình đi Florida rồi là mình được hưởng bầu không khí nóng hả chay ha? Hả chay ha? The heat is hot. It's heat is hot, yeah. Tối hôm qua sao? Hồi tối hôm qua sao mà nó nóng một cách đó hả? Không thể nào tưởng tượng nổi. Nó nóng mà mày phải mở cửa luôn không? Mày mở cái cửa sổ nguyên một đêm luôn mà chạy ra. Mày tắt cái heat xuống 70 chứ còn hôm qua mày để 75 mà làm gì nó nóng. Baby, it was only 75 last night. Why was it so hot? I don't know. Oh my God. It felt like 105. I opened the whole window. It felt so hot. It felt like 110. I know. I'm so glad you opened the window because I'm like, oh, I don't want to be a burden and anybody else to be cold, but I was on fire. They didn't complain anything cold or warm. They said that our house is so warm. Yeah, it was warm because that's how we thought they wanted it. Well, I like it warm. I got you it. Chạy đi, con qua đây con ngồi đi cho mẹ quay cho dễ nè. I just find all the red ones. Hả? Con quay mặt vậy rồi sao mẹ quay? Đó, cái chú đó là cái chú phi công lái máy bay á trời. Một chút mẹ chạy lên máy bay ha. Cái chị ngồi dễ ha, cái chú lái gì nè. Cái chú lái lên cao. Cái xong chú chạy. Cô chú ơi, hôm nay chay đi chơi nè cô chú nè. Trời trời, nó làm rắn. Trời ơi, làm rắn hả? Ôi trời ơi, con làm rắn luôn cô chú. Em đây mày nói lại nè. Đây nè, cái chú phi công ha, cái chú phi công lái máy bay. Lái qua đây, lái qua bên kia. Lái lên cao, lái xuống thấp, lái. Ôm chay lại. Thả tay nó ra. Chú phi công bay. Lượng sống, lượng hoài. Cốc, cốc, cốc. Chú phi công hỏi ai á? Chị nói, còn đầy chú phi công rồi.
chú Vi Công hỏi con tên gì, chạy nó nói con tên Si Ba Chào. Si Ba Chào đó, Si Ba Chào, Si Ba Chào hồi rình, Si Ba Chào hồi rình buồn ngủ. Ngủ không? Buồn ngủ chưa? Đây đây, nằm lại, nằm lại. You gotta go to the potty, JD? No, no. Honey, honey, you should take her to the potty before we board the plane. Oh, she got a bald spot back here. There's only our passports in there. Cô bố gì? Mommy, mommy, help me. What are you doing, Jamie? Cô của chị đó chứ, có cái cặp ladybug đẹp ghê. Nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng. Oh, is it ladybug? Daddy, I want you, I want đó, you buy chạy đi. I want you to buy it, Daddy. I want you to buy the same one, Daddy. But you got the Frozen one and the Minnie Mouse. Nhìn thẳng, nhìn thẳng. Okay. Okay. I want you to buy two thumbs, Daddy. Con muốn cái cặp đó hả? Con muốn cái vali Ladybug hả? Một cánh cam hả? Con muốn cái vali. I want two thumbs, Mommy. Con muốn hai trái luôn hả? Mẹ đâu có tiền đâu. Mẹ có tiền đâu, để chừng nào con xài hư hết mấy cái kia đây rồi mẹ. Mẹ cố gắng mẹ làm mẹ mua con nha. Chứ giờ mẹ chưa có tiền con. Cho con nha. Chay đi, chay chay đang đi đâu á? Chay đang đi airplane. Đi airplane, con đi máy bay hả? Đi mà con đi máy bay. Baby don't squeeze her too. I'm not squeezing her at all. Mà con đi máy bay là con đi đi chỗ nào? Mommy, đi floor gì? Mommy, look. Con đi floor gì? She's just being wild. Đi floor gì? You're not my what? You're not my. I'm not your what? Mom, that's holding me. I'm not holding you. Yo. Sao? Ăn đi. Không ăn nữa hả? Để tối nay về ăn nha. Tối với lại mai ăn nha. Trời, con đã xé cái bánh waffle kìa cô chú ơi. Con chay, con có thích Florida không? Dạ. Giỏi. Florida có ấm không? Dạ mẹ. Dạ. Thôi đừng có chạy đường, đừng có chạy, đừng có chạy. Chạy chạy đường xe á, đâu 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 phải, đâu phải, ba đi mua nước rồi. Ba đi mua nước uống rồi. Chạy 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 cho con lên chiếc xe đó, con ngồi mày chụp tấm hình coi chạy. Ừ, lên chiếc xe đó ngồi mày chụp tấm hình ơi, lên chiếc xe đó ngồi, lên 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 để mẹ mồng cho lên đây. I can't drive, Mommy. Thôi ngồi 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 đó, trời ơi đẹp ghê anh chị, không có, không có té đâu, đừng có lo, quá đẹp kìa. Ba kìa, ba kìa con, ba kìa, nó nói ba nè, giờ con ăn cái bánh tổ ong này nè, là cái con nó ăn cái bánh. It's real, but it's just different style. Nó nói hồi nào giờ ba nó làm cho nó cái bánh tổ ong này á, ba nó làm ở trong cái ruột á, mà là cái chung cái màu với cái bánh á, mà cái ruột bây giờ nó màu xanh đó, nó nói là cái này là không có thật bơi, cái này là không có thật, cái của ba nó mới thật, còn cái này là giả, được đời nó không? So we're just waiting on our food. Yeah, đang chờ đồ ăn. What's green tea? À, giờ chay là tắm rửa xong hết rồi nè cô chú nè. Giờ chay là ăn cơm với thịt nè. Thịt nè. No no, I'm done, I'm all done. Ăn cơm thịt nè. Con đi chơi vui không? Con có thích Florida không? Rồi ăn hết cái đó đi rồi mẹ cho ăn cái rau câu.
Để mẹ lấy nước cho con uống nha. Daddy, can JD have some water please? Yeah. Trời ơi, nó tự mặc đồ vô, nó tự tắm, tự mặc đồ vô luôn. Cô chú ơi, nó muốn mặc cái đầm đó. Qua Florida mới được mặc đầm. Yeah, đúng rồi đó. Mở đèn, cái nhà này thiếu một cái ánh đèn ngay chỗ giữa nữa. Cho sáng thiệt sáng luôn. Mới đẹp. Hình như cái đèn này, I think this one is broken. Ngồi xuống ăn đi con, ngồi xuống ăn uống nước rồi con. Trời ơi, ẹp ê á. Nãy bơi đã không con? Ăn xong đi rồi mẹ mở. Ăn thịt, ăn cơm đầy đủ đi rồi mẹ mở. Ăn thịt xong đi rồi mẹ mở. Hả? Very open concept. Baby, can you put my ring and my watch away, please? Yeah, sure. Ăn đi con. Cái gì vậy? Ủa, sao nãy ăn đã, giờ nãy giờ ăn cho đã vô rồi, sao nói thích mà sao giờ con nói con không thích? Eat it. Sao vậy? Or you can have the jelly.